Hello, muộn rồi, chẳng biết còn ai có online không? Làm live stream chơi cái đã. Hello, xin chào các bạn. Ồ, rất nhiều người đang xem. Hay quá, muộn rồi vẫn có người xem. Xin chào các bạn. Tối nay thì nó hơi muộn vì là mình đang làm mấy thứ, nhưng mà có mấy người cứ nói là online đi, đáng nhớ, thế là mình cũng nhớ các bạn và mình online tư chính nguyên tắc đầu tư để anh chị có thể kinh doanh thành công hơn ở trên internet, ở trên lĩnh vực online, cũng như là tối nay thì hỏi cái gì đáp cái đấy, anh chị hỏi cái gì toàn trả lời cái đấy. Nào anh chị, trước khi mà vào livestream và chúng ta sẽ làm việc với nhau thì hãy ấn phím một đi ạ, ấn phím một đi để truyền toàn biết rằng anh chị không bị lag, nhấn phím một nhé, ấn phím một để chúng ta chào nhau nhé. Phí một để chào nhau nha. Hãy cùng với Trần Toản tương tác nào. Hãy nhấn phím một để chào nhau nào. Toản chưa nhìn thấy các anh chị đang chào Trần Toản. Hello, hello, hello. Mạng sao chậm vậy? Ấn phím một để chào nhau nào. Sao vẫn chưa thấy ai vậy? 40 người rồi mà. 40 người, thông báo 40 người mà mạng nó vẫn chưa chưa load được, xem là ai đang chào mình đang chào ai. Hello Thắng, hello Nam Phong, Hoàng Yến, Nguyễn. Chưa load được, xem là ai đang chào mình đang. Ok, ăn tối đêm rồi 12 giờ và vẫn còn 47 người xem, tuyệt vời quá. Thì tối nay chúng ta sẽ làm việc với nhau. Tối nay chúng ta sẽ làm việc với nhau về những nguyên tắc đầu tư. Anh chị có thể là hỏi bất kỳ cái gì, toàn trả lời cái đó. Chúng ta sẽ làm việc với nhau. Và Toàn cũng có một cái khóa học cực kỳ đặc biệt để dành tặng anh chị ban đêm này nhá. Toàn chỉ bật đêm để tặng. Cái khóa học này diễn ra từ sáng đến đêm để giúp các anh chị tự tay chạy được quảng cáo, tự tay set được tải quảng cáo này, tự tay biết cách để set up cái fanpage như thế nào này, và tự tay để chúng ta sẽ tạo ra group như thế nào này, tạo ra cái cuộc livestream như nào cho hấp dẫn này. Thế chúng ta sẽ ra học một ngày từ sáng đến đêm, mà lịch thì Toàn chưa biết được đâu. Có thể là ngày 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 mai à, ngày kia. Ngày kia thì ngày mùng 3 tháng 11 thì Toàn sẽ bay vào Sài Gòn để làm cái lớp đấy với anh chị, nếu mà ở trong Sài Gòn nó đủ đông. Đủ đông. Nhưng mà tại sao mà Toàn lại còn chưa nhìn thấy các anh chị nhỉ? Thì do đó là các anh chị có thể ấn vào nhá. Các anh chị có thể ấn cái đường link ở bên dưới, các anh sẽ làm việc với nhau. Bây giờ thì Toàn sẽ nói chuyện với anh chị về cái cách để những nguyên tắc đầu tư. Những nguyên tắc đầu tư khi kinh doanh online. Tại sao không nhìn thấy mọi người nhỉ? Kỳ vậy. Cái thằng bị like này, bị hâm rồi. Không nhìn thấy mọi người hỏi cái gì. Thế thì Toàn phải lấy điện thoại ra. Toàn sẽ lấy điện thoại ra, Toàn làm việc với các anh chị. Mà lịch Toàn chưa biết được không? Ok, chúng ta sẽ làm việc với nhau nha. Bây giờ thì Toàn đang Toàn Toàn đang không nhìn thấy các anh chị, và bây giờ thì Toàn phải đang dùng một cái điện thoại khác để Toàn nhìn các anh chị. Ok, nhà đầu tư khi kinh doanh online. Ok, rất nhiều thứ. Chờ Toàn xíu, nghe rõ. Các anh chị nghe rõ cho Toàn nói không ạ? Toàn không nhìn đấy, Toàn không dám, Toàn đang phải bật bật này ra để Toàn nhìn với anh chị đây, chat với anh chị. Tự nhiên là phải bật nó ra. Ok, đang bán bảo hiểm như cứ xem để học. Cái này cái gì cũng xem được hết, bảo hiểm cũng là đầu tư mà. Đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ làm việc với nhau nhá. Toàn sẽ làm việc với nhau. Toàn cũng sẽ trả lời một số câu hỏi của anh chị. Nhưng mà trước tiên Toàn làm việc với anh chị thì Toàn sẽ nói về những cái nguyên tắc đầu tư. Nguyên tắc đầu tư khi kinh doanh online thì rất nhiều anh chị ngoài kia khi cứ thấy bán sản phẩm là bán rồi. Mà anh chị không có suy nghĩ đến đến cái sản phẩm đấy của anh chị có bán được hay không. Trước khi mà bây giờ Toàn sẽ nói về những cái tiêu chí để anh chị chọn lựa sản phẩm khi bán ra thị trường.
cái tiêu chí chọn lựa sản phẩm khi anh chị kinh doanh. Bởi rất nhiều người kia toàn đang thấy rằng họ đang gặp rất là nhiều vấn đề về vất vả trong lĩnh vực mà họ đang kinh doanh một sản phẩm đó. Khi họ đã kinh doanh rồi, họ bỏ thì vương mà thương thì tội. Có nghĩa là sao ạ? Có nghĩa là khi họ càng kinh doanh thì càng chả nhìn thấy tiền đâu. Ví dụ như ngày hôm nay thì khi chiều ngày hôm nay toàn giúp đỡ một chị là một học viên. À, bạn ấy, chị đi kinh doanh là sao? Chị là kinh doanh chỉ là tức là nằm móng tay, cũng nối mi mắt. Thì toàn hỏi rằng là một cái địa điểm tức là bao nhiêu nhỉ? Là hơn 30 triệu một tháng, 30 triệu một tháng. Năm nhân viên, mỗi nhân viên đâu đó. Mà chỉ làm nối mi và làm sân móng chân, móng tay. Và toàn hỏi rằng là thế một ngày chị nối được bao nhiêu cái? Và mỗi lần nối như vậy thì mất bao nhiêu thời gian? Chị nói rằng là gì ạ? Mỗi một ngày một nhân viên thì nối được khoảng 3 đến 4 người và mất một đến 2 tiếng để xong. Và giá thành chỉ là 1 đến 200 nghìn. Và toàn tính ra thì nếu chị làm như thế thì chị đang bị lỗ vì tiền chi phí thuê mặt bằng rất là cao. Và toàn đã mất cả buổi chiều nay để giúp chị đấy giải quyết bài toán đó. Tức là sao ạ? Khi anh chị kinh doanh, có nghĩa là lúc anh chị sẽ phải tìm ra nhu cầu thị trường và tìm ra cái sản phẩm dịch vụ đấy của anh chị đang đáp ứng, đang cung cấp cho thị trường kia thì có nhân bản được số lượng lớn hay không, và có trao được nhiều lần hay không, và cái thời gian để hoàn thành một cái sản phẩm dịch vụ đấy có nhanh hay không, và nữa cái giá thành mang về có đủ để chi phí tiếp theo hay không. Nhưng mà còn điều đặc biệt tuyệt vời mà quan trọng nữa mà anh chị đang bị hay bị quên, có nghĩa là khi anh chị bán xong một sản phẩm rồi, anh chị lại không nghĩ sẽ up thêm sản phẩm gì đó cho khách hàng hay là bán thêm cho họ một điều gì đó để họ mang về nhà, mà chỉ cần gì ạ, thực hiện cho họ xong trải nghiệm đấy mà thì nhiều. Bởi bây giờ anh cạnh tranh rất nhiều lần. Cho khi đó toàn khi nguyên tắc đầu tư vào sản phẩm dịch vụ là hãy tìm ra là thị trường mình đủ lớn này. Nhớ là những nguyên tắc sau: thị trường đủ lớn và có tần suất lặp lại. Thị trường đủ lớn này, có tần suất lặp lại này. Rồi ạ, cái nhu cầu khách hàng dùng lớn này. Và nữa, có những sản phẩm để up thêm và bán cho khách hàng. Đó là toàn muốn nói với anh chị điều đó. Nhưng mà hiểu nôm la gì ạ? Hiểu nôm la là đừng đầu tư duy nhất vào một sản phẩm. Đừng có một sản phẩm mà anh chị cần có phải là gì ạ? Mà anh chị cần phải có thêm những sản phẩm khác để cung cấp cho khách hàng. Đó là nguyên tắc số 1 mà tôi muốn chia sẻ với anh chị. Tại vì toàn không nhìn thấy anh chị đang trả lời, lag quá. Đúng rồi, Hải Nam Nguyễn ạ, bán những giá dịch vụ đi kèm và giá trị cộng thêm. Anh chị đừng thả tim nữa nhá. Mà nếu mà thích Trần Toản thì share cho Trần Toản, đừng thả tim nữa. Hôm nay mạng ở đây nó hơi lag. Và do chắc là do cái mạng gì nhỉ? FPT đang lỗi. Ok, và bây giờ thì Toản muốn đi anh chị nguyên tắc số 2. Nguyên tắc số 1 gần như là không bỏ trứng vào một giỏ, Tức là anh chị đừng có kinh doanh có chỉ một sản phẩm dịch vụ ở trong cái cửa hàng của anh chị hay cái thương hiệu của anh chị, hay cái fanpage của anh chị, hay profile cá nhân của anh chị. Nhưng nguyên tắc số 2 này, gần như lại đối lập, không bỏ trứng quá nhiều vào nhiều giỏ khác nhau. Bởi nếu mà anh chị chưa mạnh vào cái điểm, về cái sản phẩm dịch vụ này, mà anh chị lại tìm anh chị phân bố thời gian này, anh chị lại phân bố nguồn lực, là lúc anh chị cũng sẽ không xác định được đẹp khách hàng, rất là vất vả. Nên nhớ, hãy chọn những sản phẩm nào là tiêu biểu, là mũi nhọn và chúng ta sẽ kinh doanh với nhau. Chúng ta sẽ làm với nhau, nó sẽ nhuần nhuyễn hơn và nó sẽ làm sao ạ? Nó sẽ bổ trợ được cho nhau. Và khi anh chị bổ trợ được cho nhau là lúc anh chị sẽ bán được nhiều hơn. Nguyên tắc số 3 trong đầu tư. Là tiến hành từng bước một. Khi anh chị kinh doanh một sản phẩm hay dịch vụ nào đó thì hãy từng bước một, đừng quá ồ ạt. Nếu anh chị chưa xác định được điểm mạnh, điểm yếu của mình, hay điểm mạnh của đối thủ, hay là thị trường đang được bao phủ bao nhiêu, thì anh chị hãy từng bước một làm, đầu tư từng bước một. Nếu nó tốt thì chúng ta đầu tư thêm và chúng ta làm tiếp, làm mạnh nó lên. Còn nếu nó chưa tốt thì anh chị hãy dừng lại để xem xét xem là điểm nào nó chưa tốt và anh chị cần phải thay đổi điểm nào để cho cái vấn đề, cái kênh đầu tư của anh chị nó tốt hơn. Đó là anh chị sẽ phải đầu tư từng bước một, nên ghi nó xuống. Bước số 3 là đầu tư từng bước một. Ở trong cái khóa học thì Toản sẽ cùng với anh chị để set up xem là đầu tư từ bước 1 thì chúng ta sẽ phải đầu tư vào cái kênh nào, đầu tư vào cái mục nào, và chúng ta sẽ phải xem xét là mục nào trong kênh đầu tư đó, mục nào trong cái sản phẩm dịch vụ đó mà chúng ta sẽ cần phải nghiên cứu thật kỹ để trước khi bước ra một quyết định, đưa ra một quyết định là sẽ đầu tư vào nó.
số 3, hãy comment số 3 đi ạ. Hãy comment số 3 là đầu tư từng bước một. Nếu mà anh chị muốn đầu tư này, nhiều anh chị là gì ạ? Cứ thấy bạn mình bán được và nhảy ra là ôm hàng và kinh doanh, thế là chết ạ. Anh chị hãy thử xem chúng ta làm cái sản phẩm dịch vụ đấy có hợp hay không, cái tệp khách hàng của anh chị ok hay không. Hãy bỏ ra một tháng để nghiệm nghiệm ra cái lĩnh vực đó nó có tốt hay không, sau đó chúng ta mới bắt đầu quyết định mạnh theo nó. Rất nhiều anh chị học của những khóa học xong thì anh chị về bỏ việc, bỏ công việc cũ và anh chị làm công việc mới, và khi mà anh chị làm công việc mới là anh chị hay bị bơ vơ trong đó, bởi anh chị đang thiếu kỹ năng, bởi anh chị chưa có am hiểu về sản phẩm đó. Cho nên lời khuyên của Trần Toàn là hãy đầu tư từng bước một, đi chậm nhưng chắc, đi chậm nhưng chắc, và chúng ta sẽ tham khảo, sẽ nghiên cứu và cũng sẽ tìm ra cho mình những kỹ năng cực kỳ tuyệt vời để anh chị có thể kinh doanh thành công trên Internet. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến bước số 4 đi, để Trần Toàn sẽ cùng với anh chị đi bước số 4. Hãy comment số 4 đi ạ. Bước số 4 này cực kỳ quan trọng trong vấn đề kinh doanh của anh chị. Nhưng anh chị cũng bỏ qua bước số 4 này và anh chị không có thành công. Thật sự nếu bỏ qua bước số 4 là anh chị sẽ thiếu cái thiệu thành công, nó đến với anh chị rất chậm và có thể là sẽ đi đến thất bại chứ không phải thành công. Anh chị phải có bước số 4 này. Bước số 4 là bước tối quan trọng trong cái vấn đề đầu tư kinh doanh online của anh chị, hay đầu tư kinh doanh cái offline luôn. Tất cả mọi thứ này nó đều quan trọng ở bước số 4. Hello anh Đinh Thăng Long. Anh Ninh Thăng Long là một học viên cực kỳ tuyệt vời. Anh đã về Hà Nội học xong lại đi Lào. Anh Long ơi, hôm tới lại có văn phòng nhá. Anh ra Hà Nội sẽ ở văn phòng luôn. Hôm nay anh Cường Cối đang thuê văn phòng rồi. Ok, bước số 4 là anh chị hãy phải đầu tư vào bản thân. Khi trong lĩnh vực kinh doanh là anh chị phải đầu tư vào bản thân. Luôn nhớ, đầu tư vào bản thân trước tiên. Cái mức độ lớn của doanh nghiệp của anh chị hay mức độ lớn của cái thương hiệu của anh chị là nó sẽ chạm kịch trần khi với cái bản thân của anh chị chưa đủ lớn, cái trí tuệ hay là cái khả năng phán đoán hay cái phản khả năng kinh doanh của anh chị. Do đó hãy đầu tư vào bản thân, đừng bỏ bê nó. Rất nhiều anh chị vẫn đang dùng những cách cũ để kinh doanh những cái sản phẩm theo cách truyền thống hay theo cách cũ mà mong muốn cho mình một kết quả mới, thì cái điều đó gần như không được diễn ra. Thời đại của 4.0 rồi, hãy đầu tư vào bản thân, đầu tư vào automation, đầu tư vào internet, đầu tư vào marketing, thì lúc đó anh chị sẽ bắt đầu có nắm rõ cái quy trình để chúng ta sẽ kinh doanh như thế nào. Hãy trau dồi kiến thức cho bản thân, có tiền thì thưởng cho bản thân những cái điều mà anh chị yêu thích, cũng như là có mỗi một năm hãy dành cho mình một cái khoản để học, để đầu tư vào trí óc của mình. Nhớ đầu tư vào bản thân là đầu tư khôn ngoan nhất và đầu tư có lợi nhất, bởi khi mà anh chị có kỹ năng này, anh chị có kiến thức này, anh chị có mà thất bại ở trong một lĩnh vực này thì anh chị có thể tìm ra lĩnh vực khác để kinh doanh, hoặc là anh chị sẽ tìm ra nhiều cái thứ để anh chị có thể kinh doanh thêm đó. Hãy nhớ là đầu tư vào bản thân trước, trước khi đầu tư vào doanh nghiệp. Hãy nhớ điều đó, nó là gốc, nó là cốt lõi của anh chị. Nếu mà thành công khi mà đầu tư vào bản thân ấy, nếu thành công anh chị lại cần phải trau dồi kỹ năng thêm nữa để thành công lớn hơn nữa. Nếu thất bại càng phải trau dồi kỹ năng để anh chị vượt qua được thất bại, vượt qua để được để cái rào cản, cái rủi ro. Nhớ nhá, phải đầu tư bản thân trước. Anh chị có thể mua những cuốn sách, anh chị có thể mua những khóa học online, hoặc anh chị có thể gặp những người thầy hay gặp những người có thể giúp anh chị được trong cái lĩnh vực của anh chị, trong cái ngành nghề của anh chị hay là trong những sản phẩm dịch vụ của anh chị. Đầu tư bản thân là đầu tư cực kỳ khôn ngoan. Đó là lúc mà anh chị sẽ có kết giao được sau nhiều mối quan hệ, anh chị có thêm được nhiều cái kỹ năng, anh chị có nhiều thêm được nhiều kinh nghiệm. Khi mà Toàn biết được điều này thì Toàn đã đi học ở rất nhiều nơi, Toàn học của rất nhiều người thầy và Toàn học một cách chăm chỉ, học một cách như một đứa trẻ. Khi mà Toàn biết rằng là mình học từ thất bại của người ta là mình tránh được những thất bại, mình học từ thành công của người ta là mình biết đến cái điểm thành công nó dễ hơn. Nhớ, hãy đầu tư bản thân, đúng không ạ? Hãy comment nó xuống đi ạ. Đầu tư bản thân để chúng ta nhớ. Comment nó xuống, đầu tư vào bản thân. Ở một lúc nào đó khi mà Toàn có thể tư vấn cho anh chị thì Toàn sẽ hướng dẫn anh chị cái cách là đầu tư cho bản thân, là đầu tư như thế. Anh chị biết cách học ở đâu, đọc ở đâu, đọc cuốn sách nào hay học vấn đề nào. Thì có hai cuốn sách mà Toàn muốn anh chị đọc, đó là cuốn Bí mật .com khi anh chị kinh doanh online. Nhớ phải đọc cuốn Bí mật .com. Và cuốn sách thứ hai mà Toàn muốn anh chị đọc đó là cuốn Người dám cho đi. Nhớ hai cuốn đó nhé, hai cuốn Bí mật .com và Người dám cho đi. Nào hãy comment số 4, đầu tư vào bản thân. Đúng rồi, Phan Thảo ạ, đầu tư vào bản thân và tìm người thầy riêng cho mình. Vâng, cảm ơn anh Doãn Thanh Dương, Đinh Thăng Long, đầu tư vào bản thân.
Cảm ơn Mỹ Viện TV. Ok, có thể là ngày mai anh sẽ bay vào Sài Gòn và anh đã dạy ngay khóa đầu tiên. Có thể thôi. Còn bây giờ thì còn cái khóa về Facebook Automation ở trong Sài Gòn thì anh chị nên nhớ là có một khóa học mà Toản sắp tới sẵn đào tạo trong Sài Gòn. Nó sẽ giúp anh chị phát triển bản thân, phát triển ngành nghề, đó phát triển hệ thống 4.0, cái hệ thống tự động để giúp anh chị xây dựng khách hàng, chăm sóc khách hàng, dẫn dắt khách hàng và bán hàng một cách tự động, hoàn toàn tự động. Ok, và Toản mong muốn là anh chị hãy cùng với Trần Toản share cái livestream này đúng không ạ? Hãy share cùng Trần Toản chia sẻ cái livestream này đi. Và chúng ta sẽ đi bước số 5. Sau cái bước số 5 này thì Trần Toản sẽ trả lời một số câu hỏi của anh chị. Anh chị nào có câu hỏi thì có thể đặt câu hỏi và Toản sẽ trả lời giúp anh chị. Nào, hãy cùng Toản share cái livestream này được không ạ? Ai đó mà chưa kết bạn với Trần Toản thì hãy ấn kết bạn với Trần Toản để Trần Toản có thể kết bạn được với các anh chị. Ok, mai nhịn nhà ngày mai anh bay vào Sài Gòn và ngày kia anh sẽ có một lớp đào tạo ở Sài Gòn, lớp một ngày nhá. Dành tặng cho tất cả các anh chị em đang xem cái livestream này. Nếu ai đó ở Sài Gòn hay Hà Nội, kể cả ở Sài Gòn hay Hà Nội, hãy kích vào gì ạ? m.me sẽ cộng đồng marketing và anh chị sẽ có quà tặng. Hôm qua là Toàn làm cái gì nhỉ? Hôm qua là chờ tí để Toàn có thể là tặng quà cho anh chị đây. Đâu rồi? Trần Toàn đâu rồi? Trần Toàn sẽ có quà tặng cho anh chị. Đây là một khóa học 3 triệu, gần 3 triệu của Trần Toàn. Trần Toàn mang đi tặng cho anh chị. Anh chị sẽ được học miễn phí nhỉ? Một ngày cầm tay chỉ việc, anh chị tự dạy chạy quảng cáo. Nếu ai ở đây đang muốn chạy quảng cáo, muốn setup tối ưu hệ thống thì hãy hãy đăng ký vào buổi học ngày mai. Chẳng biết quà. Ok. Đây đường link để nhận quà nhá, đường link để nhận quà nhá. Đường link để nhận quà này Toàn post lên này. Post lên đường link nhận quà này. Đấy, anh chị hãy ghi nó xuống. Anh chị hãy ghi nó xuống. Học phí là miễn phí nhỉ? Học phí là miễn phí nhỉ? Không có đắt đâu, có lấy tiền đâu mà đắt. Còn cái khóa Facebook Automation là một khóa học phí là hơn 20 triệu đấy. Hơn 20 triệu, anh chị em nào có duyên thì mới nhận được khóa đấy thôi, còn Toàn cũng không bán online đâu. Học phí của Trần Toàn không có đắt, anh chị đầu tư không bao giờ đắt, cực kỳ rẻ. Ok, anh chị hãy ghi cái đường link ở trên trên màn hình, Toàn đang để trên màn hình nhé. Toàn đừng để đường link trên màn hình nhé. Và là cái đường link này nó sẽ đóng lại khi livestream kết thúc ấy nhỉ. Hoặc livestream kết thúc thì có thể sẽ đóng lại. Là anh chị đăng ký và ngày mai thì Toàn sẽ có một lớp học ở đấy. Toàn sẽ có một lớp học ở Sài Gòn và Hà Nội cũng sẽ có sớm thôi. Hà Nội thì có thể là sau tuần sau khi Toàn đào tạo cho một công ty khác xong thì Toàn sẽ chuyển ra đào tạo một ngày với anh em. Ok, chào Đỗ Thị Thùy Dung, chào Nguyễn Hồng Văn, chào chữa viêm mũi xoang Hoa Cát Tường, Nguyễn Thanh Tâm. Ok, ngày kia gặp lại Tâm nhá, Tâm ơi. Thank you. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến bước số 5 rồi đúng không ạ? Cái số 5, nguyên tắc số 5. Nào anh chị hãy cùng Trần Toản share cái livestream này đi ạ. Hãy cùng với Trần Toản share cái livestream này đi để chúng ta làm gì ạ? Share livestream này để giúp đỡ người khác. Anh chị có thể share xong cho nó, anh chị xem xong anh chị xóa không sao, không vấn đề gì cả. Sau cái livestream này anh chị có thể xóa đi, không cần thiết phải giữ trên tường, nhưng hãy share nó ra bởi nó sẽ giúp được rất nhiều người đấy. Ok, Mỹ Viện TV, em có thể bay vào và anh sẽ đào tạo luôn và anh sẽ giúp đỡ em. Em là người Đắk Lắk và anh cũng người Đắk Lắk, anh sẽ hỗ trợ em. Chào Thùy Dung. Cảm ơn các bạn đang share cái livestream này. Ok, và bây giờ thì Toản chia sẻ với anh chị một cái nữa. Vừa nãy chúng ta bước số 4 là đầu tư vào bản thân rồi, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bước số 5. Bước số 5 là chúng ta vẫn đầu tư. Lúc này nhưng mà lúc này chúng ta sẽ đầu tư vào điểm mạnh, hạn chế tối đa đầu tư vào điểm yếu. Hãy đầu tư vào điểm mạnh và hạn chế tối đa đầu tư vào điểm yếu. Có hai tin này, một tin vui và một tin buồn. Nếu anh chị đầu tư vào điểm yếu, nó sẽ tin vui với anh chị. Khi chúng ta đã biết điểm yếu của chúng ta là làm một cái lĩnh vực nào đó, kinh doanh hay là làm gì một lĩnh vực nào đó, anh chị yếu cái điểm đó. Ví dụ như là chạy quảng cáo đi, hay là về 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 nói về viết viết nội dung. Nếu mà ví dụ viết nội dung ở đây thì Toàn ở đây đáng ra có bảng cơ, thì Toàn sẽ làm cái việc này rất hiểu cho anh chị, dễ hiểu anh chị. Ví dụ anh chị yếu về marketing thì anh chị đầu tư vào điểm yếu là anh chị sẽ đi học marketing, đúng không ạ? Yếu về marketing anh chị sẽ đi học marketing. Nhưng mà ở đây nếu anh chị cứ tập trung đi học marketing mà anh chị không biết cách để học ở đâu cho nó tốt,
hoặc là anh chị tự mò mày mò, anh chị tập trung vào điểm yếu của mình là mình yếu marketing, và anh chị tự mày mò thì rất là lâu, rất là lâu. Do đó anh chị cần phải đầu tư, anh chị cần phải là tìm ra điểm những người mạnh hơn của mình để khắc phục những điểm yếu đó. Anh chị tìm những người giỏi để họ hỗ trợ anh chị, một là họ hỗ trợ chạy quảng cáo cho anh chị, hai là họ sẽ chỉ cho anh chị những cái bước nào, những cái cách thức nào để anh chị có thể tiếp cận với marketing nó cực kỳ dễ dàng và đơn giản, bước qua những phần khó khăn mà trước đây họ đã mất rất nhiều thời gian để khắc phục. Hãy nhớ là đầu tư vào điểm mạnh chứ đừng đầu tư vào điểm yếu. Hãy bỏ thời gian ra, bỏ công sức ra, bỏ tiền bạc ra để tìm những người mạnh hơn của mình, chỉ cho mình. Cách đầu tiên là chỉ cho mình, cách thứ hai là dạy lại cho mình, cách thứ ba là cùng với mình để giải quyết cái vấn đề đó. Chứ anh chị tự đừng mò nhá. Nếu anh chị tự mò nó vẫn ra thôi, một thời gian dài rất dài nó sẽ ra, nhưng để giải quyết được, khi mà anh chị ra để giải quyết được vấn đề về marketing đó, anh chị tự mày mò giải quyết được ra, thì là lúc thế giới nó sẽ bước ra một giai đoạn khác rồi. Ví dụ như bây giờ là một hệ thống automation, hệ thống tự động ở trên fanpage, ở trên Facebook, nếu anh chị tự mày mò để làm thì cũng làm được thôi, nhưng mà mất rất nhiều thời gian, khoảng mất đâu đó 1 năm 2 năm như Trần Toản vẫn đang nói. Còn nếu mà anh chị nhờ Trần Toản làm, cùng với anh chị làm, Trần Toản chỉ cho anh chị vào từng bước một, thì anh chị chỉ mất 2 ngày đến 3 ngày là anh chị sở hữu được một hệ thống tự động, có đúng không ạ? Thì tại sao mà anh chị cứ phải tập trung vào điểm yếu của anh chị là tự phải mày mò như vậy? Hãy tập trung vào điểm mạnh nhất, tìm những người giỏi nhất trong lĩnh vực đấy của mình mà nhờ nó và làm cùng nó, nhớ là nhờ và làm cùng nó hoặc chờ nó chỉ cho mình, thì cách đó là anh chị sẽ cực kỳ đầu tư thông minh và khôn ngoan. Nên nhớ lúc nào cũng đầu tư vào điểm mạnh nhất, tìm những điểm mạnh nhất của mình ví dụ mình mạnh về chiến lược, còn công cụ mình yếu thì mình đi học và mình thuê người làm. Còn nếu mà mình mạnh về công cụ mà chiến lược mình yếu thì hãy nhờ những người có chiến lược mạnh, nhớ nhá, tìm hai người đó và hợp tác lại với nhau và làm, hoặc là đi học, hoặc là hợp tác, hoặc là thuê nó về làm cho mình, nhớ không ạ? Hãy nhớ đầu tư vào điểm mạnh. Ok, chào Nghĩa Quát. Ở Hải Phòng thì em lên Hà Nội học nhá. Anh có rất nhiều học viên ở Hải Phòng lên. Báo gì đâu. Trời ơi. Anh chị nghe được không ạ? Vào muộn quá, rất muộn, muộn thì phí quá. Hãy đầu tư vào điểm mạnh của mình. Ok, rất tuyệt vời. Hãy nhớ đến link ở để nhận quà nha. Và ok, bây giờ chúng ta sẽ đến nguyên tắc đầu tư số 6 rồi. Đầu tư nhất, rất nhiều người có hỏi Trần Toản là sẽ đầu tư vào cái vấn đề là ngắn hạn hay dài hạn. Theo anh chị thì chúng ta sẽ đầu tư vào ngắn hạn hay dài hạn? Nào, anh chị hãy comment là một là ngắn hạn, hai là dài hạn và ba là cả hai. Nào, hãy đầu tư xem là chúng ta sẽ đầu tư vào ngắn hạn hay dài hạn. Anh chị hãy comment đi, hãy cùng với tương tác với Trần Toản đi. Cái bước số 6 là đầu tư ngắn hạn hay dài hạn, là câu hỏi của Trần Toản dành cho các anh chị trong các bước đầu tư của mình. Đầu tư vào điểm mạnh. Điểm mạnh của anh là Sài Gòn với Hà Nội, Dũng Công Trần ạ. Cho nên là anh chưa cần đầu tư vào tỉnh đâu. Điểm mạnh của anh là Sài Gòn với Hà Nội. Mỗi lớp học của anh hút được gần 100 người. Bây giờ anh mà đầu tư vào tỉnh thì anh vất vả lắm. Cho nên là anh cứ đầu tư vào điểm mạnh nhất đi. Nếu các em muốn phát triển mạnh thì hãy lên Sài Gòn, lên Hà Nội. Chỉ mất 2 ngày, 3 ngày thôi. Tại sao mà chúng ta không có thay đổi cái 2 đến 3 ngày cục diện đó để về nhà chúng ta sống nốt phần đời còn lại của mình trong cái tự do, trong cái hệ thống mà tự động được, mà trong khi phải chờ đợi bao nhiêu lâu nữa thì anh mới về đến cái tỉnh của em, đúng không? Lên Hà Nội đi. Rất nhiều bạn đang lên Hà Nội và họ đã phát triển rất là mạnh mẽ rồi. Ok, Nguyễn có câu trả lời cho em. Ok, bây giờ thì cái câu số 6 là đầu tư tốt nhất là đáp ứng được cả ngắn hạn lẫn dài hạn. Đó là cái thứ mà Toản muốn nói là anh chị cần phải đầu tư cả hai. Ngắn hạn thì giúp anh chị sống qua ngày, giúp anh chị có niềm tin hơn để chúng ta có thể có niềm tin và có tiền long để chúng ta đầu tư vào những cái thứ dài hạn. Một ngành A có thể nuôi sống bạn hiện tại nhưng lại cái tương lai của nó không tốt. Thì trong khi chúng ta làm cái ngành A đó,
chúng ta làm cái sản phẩm dịch vụ A đó, chúng ta hãy dùng tiền để chúng ta đầu tư những cái lâu dài hơn, lâu bền hơn. Ví dụ như Trần Toản, như bây giờ ví dụ Trần Toản đang là đầu tư vào 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 marketing để làm một số lĩnh vực là bán sản phẩm về iPhone chẳng hạn, bán sản phẩm iPhone hay là bán thời trang hay bán quần áo chẳng hạn. Thì trong khi đó Toản có tiền thì Toản đầu tư sang bất động sản, Toản có tiền Toản đầu tư sang rất là nhiều loại khác nữa. Toản cũng thể là đầu tư về tiền ảo, khi mà tiền ảo nó có tiền rồi, có lợi nhuận rồi, Toản lại dùng cái tiền ảo đó Toản đầu tư vào bất động sản hay đầu tư vào những cái công ty, những tổ chức mà có thể dẫn dàng ra lợi nhuận vào trong 1-2 năm tới. Thì đó là những thứ mà Trần Toản đang làm. Hãy nhớ rằng là chúng ta đầu tư vào cả hai, không tập trung vào một điều gì cả. Nếu đầu tư vào dài hạn thì anh chị không có tiền để đầu tư liên tục được. Nếu đầu tư vào ngắn hạn thì cái sau này ví dụ cái trend đó, cái thời hạn đó, cái sản phẩm hay cái chương trình đầu tư đó của bạn bị lỗi thì bạn sẽ không có cái gì để trông cậy. Nên nhớ phải đầu tư vào cả hai, đúng không ạ? Cả dài hạn và cả ngắn hạn. Dùng cái ngắn nuôi cái dài. Nhớ, dùng cái ngắn nuôi cái dài. Đó là phong vân đầu tư. Thì ở một lúc nào đó mà có một thời gian thì Toản sẽ nói về cái lĩnh vực đầu tư ngắn hạn thì chúng ta tập trung vào sản phẩm nào, còn đầu tư vào dài hạn chúng ta tập trung vào sản phẩm nào. Thì hôm nay Toản chỉ tổng kết cho anh chị thôi, Toản tổng kết, và để sau khi mà tổng kết xong thì Toản trả lời một số câu hỏi với anh chị là cái cách nào để anh chị kinh doanh tốt hơn. Ok, nghĩa quát rất tuyệt vời. Sư phụ Toản và sư phụ Linh gặp nhau nhỉ? Linh nào nhỉ? Và bây giờ chúng ta sẽ, lúc nãy là chúng ta đến ở số mấy đây ạ? Ok, chúng ta số 7 rồi. Và bây giờ thì anh chị hãy comment số 8 đi. Comment số 8 và Toản sẽ giúp anh chị cái cách đầu tư khôn ngoan. Trong lĩnh vực đầu tư thì anh chị có này, đầu tư rủi ro này, đầu tư an toàn này, và đầu tư thiên thần. Đầu tư thiên thần thì Toản đang đang có đầu tư cả ba kênh. Ok, trong đầu tư thì anh chị thấy rằng gì ạ? Đầu tư cái tỷ lệ rủi ro càng cao thì lợi nhuận càng cao. Rủi ro càng cao thì lợi nhuận càng cao, rủi ro thấp thì lợi nhuận thấp. Ví dụ như bây giờ, hiện tại bây giờ thì chúng ta đầu tư vào bất động sản thì chúng ta là gì ạ? Rủi ro bị thấp, lợi nhuận cũng thấp. Nhưng nếu đầu tư vào tiền ảo thì gì ạ? Rủi ro cao nhưng lợi nhuận cực kỳ cao. Toản đang đầu tư tiền ảo cho một số thứ thì nó lợi nhuận của nó đang 40-45%, có nhiều con lên 52% cơ. Và Toản vẫn thấy rằng mình vẫn đang có lợi từ đó. Nên Toản chia cái số tiền của Toản ra làm hai phần. Một phần Toản đầu tư vào mạo hiểm, một phần thì Toản đầu tư vào an toàn. Và phần mạo hiểm thì Toản vẫn chơi, và an toàn Toản vẫn chơi. Khi mất phần này Toản vẫn có phần khác. Đó là cái thứ mà Toản đang bỏ trứng và không bỏ nhiều vào một giỏ. Thì đó là cái cách mà Toản đang làm và Toản đang thấy nó rất là hiệu quả, đang tốt. Anh chị em ở đây nếu có ai mà dùng chơi bit hay là chơi tiền ảo thì hãy comment số 1 đi ạ. Để chúng ta kết bạn với nhau nhá. Comment với nhau. Và đó là 8 cái Toản đang nói về đầu tư. Nhớ còn cái số 9, nếu mà muốn đầu tư nó hiệu quả và an toàn và lợi nhuận cao thì nên tập trung và phân bố lợi nhuận và phân bố vào những cái thứ mà có lợi nhuận có gì nhỉ, có lợi nhuận tốt, và anh chị tập trung vào nó để đầu tư. Và cái trong cái buổi livestream này Toản không nhấn mạnh là anh chị phải chơi cái tiền ảo hay là chơi cái này chơi cái kia, nhưng hãy nếu mà anh chị có thì có thể phân ra hai quỹ, một quỹ là đầu tư về rủi ro, một quỹ đầu tư thiên thần. Nên nhớ lúc nào cũng phải có hai. Và anh chị sẽ thấy điều tuyệt vời. Nhiều khi mà mình nói rằng đấy là đầu tư rủi ro, nhưng mà mình chơi mãi nó chưa thấy rủi ro. Có thể là do mình may mắn, hoặc có thể là mình nghiên cứu kỹ. Hãy nhớ, đầu tư thì phải có bạn, tìm thêm của bạn, bạn đầu tư của mình cùng chơi, cùng tập trung và cùng học tập cái cách chúng ta đầu tư như thế nào. Và nhớ rằng là gì ạ? Có 9 cái này thì Toản đã vừa nãy đi với anh chị. Hãy nhớ đầu tư bản thân trước, đầu tư bản thân mình trước. Đầu tư vào trí óc, đầu tư vào trí tuệ, đầu tư vào những cái thứ mình có thể nhận định được. Thứ hai đó là đầu tư vào mối quan hệ. Anh chị cũng có thể đầu tư và đầu tư rất nhiều thứ khác, và đấy là những thứ mà Toản muốn chia sẻ trong 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 bao nhiêu phút rồi, trong 30 phút rồi.
Và bây giờ thì Toản sẽ trả lời một số câu hỏi của anh chị. Trả lời một số câu hỏi của anh chị. Anh chị nào có câu hỏi thì Toản sẽ trả lời. Trả lời một số câu hỏi của anh chị. Hello, hello Hà Nguyên. Chuẩn bị nhá. Anh có thể là ngày mai sẽ bay vào Sài Gòn để đào tạo một lớp một ngày miễn phí dành cho tất cả mọi người. Anh bay thì anh sẽ gửi mail. Hãy đăng ký đi. Mọi người đăng ký, mọi người nhấn vào link để đăng ký nhá. Mọi người nhấn vào link, cái link ở trên bài viết ấy. Cái link ở trên bài viết ấy. Cái link ở trên bài viết, nhấn vào link ở trên bài viết để đăng ký cái khóa học. Toàn sẽ đào tạo cả Hà Nội và Sài Gòn nguyên một ngày cho anh chị kinh doanh. Rất là tuyệt vời, đêm rồi mà vẫn có từng này người xem. Và bây giờ thì anh chị có câu hỏi nào thì Trần Toàn sẽ trả lời các câu hỏi với anh chị. Hà Nội mưa rồi. Hà Nội mưa rồi. Ok Phan Thảo. Ok Phan Thảo, mình sẽ trả lời câu hỏi của Phan Thảo đi. Hướng dẫn livestream về dòng sản phẩm cao cấp khoảng độ từ 1 triệu trở lên ạ. Em cảm ơn rất nhiều. Dòng sản phẩm cao cấp có rất nhiều cách để làm. Có rất nhiều cách để làm. Càng bán sản phẩm cao cấp thì là lúc bạn sẽ phải làm gì ạ? Bạn càng phải xây dựng niềm tin nhiều. Còn nếu mà niềm tin chưa đủ thì bán sản phẩm thấp cũng chả bán được, chứ nói sản phẩm cao. Nên nhớ phải xây dựng niềm tin cho khách hàng trước khi chúng ta bán sản phẩm. Hãy xây dựng niềm tin, hãy chứng minh được rằng là sản phẩm của mình tốt, giá của mình tốt. Vì sao vậy ạ? Vì khách hàng sẵn sàng khi mà họ trả ra những số tiền lớn để họ mua sản phẩm của bạn, họ trả ra những số tiền lớn để mua sản phẩm là lúc họ sẽ cân đo đong đếm rủi ro, lúc là họ sẽ xem. Và những người mà sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn là những người có đầu có sỏi ở trong đầu rồi, họ sẽ suy nghĩ, họ sẽ tính toán và họ sẽ xem xét. Đó là livestream là một phần thôi. Livestream để lúc đấy là bạn đang xây dựng niềm tin thôi Thảo ạ. Em ạ, lúc đấy em sẽ xây dựng niềm tin. Còn nếu mà em muốn bây giờ em bán, chưa bán được ngay đâu. Anh nghĩ rằng em sẽ phải xây dựng niềm tin thêm nữa, em bán được sản phẩm giá cao. Trên 1 triệu là sản phẩm giá cao khi bán online. Nhưng rất nhiều người bán có 2 30 triệu vẫn bán được online, ví dụ như Trần Toàn ạ. Nghĩa quát, em có em trai làm thẻ spa nhưng ít đơn hàng, em muốn thầy tư vấn chút. Làm thẻ spa. Làm thẻ spa là như thế nào? Em nói rõ hơn đi ạ. Hồ Chí Minh, địa chỉ ở đâu? Hồ Chí Minh là ở ở gì nhỉ? Hồ Chí Minh là ở sau Aurora Nguyễn Kiệm, 271 Nguyễn Kiệm, 371 Nguyễn Kiệm, ở phường Gò Vấp nhỉ, gần sân bay. Ok, Hà Nguyên học tối ưu quảng cáo đi, tốt lắm, tuyệt vời. Em học đi và tới này thì cùng với anh để chiến đấu. Anh đang cần người để chiến đấu. Có thể bay ra Hà Nội để học cùng và làm cùng không? Nếu sẵn sàng bay ra Hà Nội thì làm đệ tử của anh nhá. Sẵn sàng bay ra Hà Nội làm việc thì làm đệ tử của anh nhá. Đi theo anh 1 năm thôi. Ok chị Hải Nam Nguyễn ạ. Nếu chưa từng kinh doanh online thì việc đầu tiên là lựa chọn sản phẩm và xác định khách hàng mục tiêu. Việc đầu tiên của chị là xác định khách hàng mục tiêu. Mình muốn phục vụ ai? Và sau đó chúng ta sẽ tìm ra sản phẩm đó. Tìm ra sản phẩm để phục vụ khách hàng chúng ta. Không bán những thứ mà không đi tìm kiếm khách hàng cho chúng ta mà đi tìm kiếm sản phẩm dịch vụ cho khách hàng chúng ta. Hello Lương Nhiệm, lâu lắm rồi không gặp em. Hệ thống bây giờ nó cực kỳ tuyệt vời rồi nhé Lương Nhiệm nhé. Em cứ ở phương trời nào ấy mà anh chưa được gặp em. Hello Đương Trung Thành. Phương Nga, anh Toản ơi. Phương Nga, em nhấn vào đường link nhá. Mùng 8 anh đã chuyển lịch rồi. Mùng 8 anh không dạy cái khóa đấy nữa. Mùng 8 anh đã dạy ở trên trường Đại học Thái Nguyên. Anh dạy cho các bạn ở trên trường đại học. Cho nên là anh sẽ có thể là anh sẽ vào bay vào ngày mùng 3 tháng 11 nhé Phương Nga. Mùng 3 tháng 11 mình sẽ có thể có một buổi đào tạo ở trong Sài Gòn. Ngày mai thì bây giờ mình vẫn chưa chạy chương trình, chả biết là có kịp không. Nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ kịp vì là mình chạy một ngày là mình dạy miễn phí cho mọi người nhé. Cơ hội chỉ có một lần thôi. Đăng ký miễn phí, học một ngày, chạy quảng cáo, tối ưu quảng cáo và bán hàng trên Facebook. Ok Nguyễn Bá Hiền, anh ơi,
đăng ký Bitcoin này, liên hệ với Song Yến nhỉ. Thì Bitcoin là một cái cực kỳ tuyệt vời, nó đã giúp cho cuộc sống rất dễ dễ chịu. Anh có nhiều tiền, cứ chơi mất mấy nghìn vào thôi, không sao đâu. Ok, Phượng Loan, xây dựng hình ảnh cá nhân trên Facebook như thế nào để tạo niềm tin? Xây dựng. Ok, bây giờ thì mới thấy lên. Xây dựng. Cường Võ. Ok, mình sẽ nói này. Xây dựng hình ảnh cá nhân trên Facebook như thế nào? Hình ảnh cá nhân trên Facebook thì anh chị cần chú ý. Vì khi mà chúng ta online thì ở trên Facebook nó thượng vàng hạ cám. Rất nhiều người cũng online, rất là nhiều người cũng dễ dàng lấy hình ảnh của các bạn. Cũng rất là nhiều người đang lừa lọc ở trên trên Facebook bán hàng như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ phải xây dựng hình ảnh. Bởi mua hàng ở online người ta sẽ mua vào đầu tiên, mua bằng niềm tin. Tin người bán, tin về sản phẩm, tin về dịch vụ hay tin về thương hiệu. Đó, chúng ta phải xây dựng niềm tin. Và xây dựng niềm tin trên Facebook thì sao? Đầu tiên anh chị phải tối ưu cho mình là tối ưu profile trước. Tối ưu profile thì cần những thứ nào? Đầu tiên là avatar, nên nhớ avatar phải rõ ràng về khuôn mặt của anh chị, rõ ràng về khuôn mặt và hình ảnh và chụp chính chân dung của anh chị. Đừng chụp là chó mèo lợn gà, đừng chụp hoa lá cành, đừng chụp chụp chim cò hay đừng chụp ảnh chụp thể. Hãy chụp ảnh của chính anh chị thôi. Anh chị có thể xem cái profile Trần Toàn để học cách để chúng ta xây dựng niềm tin. Đấy, sau đó là gì ạ? Sau đó tên là phải tên thật, tên là phải tên thật của mình. Ảnh cover hãy rõ ràng thông tin, các thông tin về sau đó thì được trình bày rõ ràng mạch lạc, học ở đâu, trường nào, đến từ đâu, làm gì. Đó, sau đó là rõ ràng nhé, đừng có đại học bôn ba. Sau đó các thông tin đăng ở trên profile cá nhân của mình là phải thông tin rõ ràng mạch lạc, nó nói về ngành nghề sản phẩm dịch vụ của anh chị đang cung cấp. Sau đó thì không có spam, không kêu ca, không chán nản, hãy sống tích cực lên. Cuộc sống tích cực thì thu hút được những người tích cực, còn nếu tiêu cực thì thu hút những người tiêu cực. Nhớ đấy, nhớ điều đó thì anh chị sẽ xây. Và nữa, mình sẽ dần dần phải trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình. Hãy có những bài phân tích, hãy có những bài chia sẻ nói về cái luận điểm của anh chị, nói về góc nhìn của anh chị, hay nói về những thứ mà có thể giúp đỡ được khách hàng giải quyết được vấn đề của họ. Ví dụ như Trần Toàn là muốn chứng minh mình là một người về am hiểu về Facebook, về marketing, thì Toàn làm những livestream như này. Khi Toàn làm livestream này, Toàn giúp được rất nhiều người, giúp được rất nhiều người hiểu được về về Facebook marketing cần làm như nào, cần từng bước một như thế nào, hay đầu tư cần phải làm như thế nào, hay là học tập phải cần như thế nào. Thì Toàn đang giúp được những người ta như vậy và Toàn gây được niềm tin, chiếm được lòng tin của các anh chị, đúng không ạ? Ok, thì đó là mấy thứ mà Toàn muốn giúp anh chị. Hải Nam Nguyễn ạ, ví dụ chọn được sản phẩm để bán cho đối tượng khách hàng mà mình đã xây dựng nhưng mà đón quá nhiều người, vậy làm sao? Thì cái câu hỏi của chị Hải Nam Nguyễn rất là hay. Bởi khi mà anh chị bán một sản phẩm nào á, khi anh chị bán một sản phẩm nào là lúc anh chị cũng sẽ gặp rất nhiều đối thủ đang bán sản phẩm đó, nhưng mà rất nhiều người vẫn đang bán được, rất nhiều người vẫn không bán được. Ví dụ như cô học trò của Trần Toản, cô ấy đang bán 200-300 đơn đến 500 đơn quần áo mỗi ngày, mà trong khi rất nhiều người đang bán như vậy, cũng rất nhiều người đang bán như cô ấy. Thì việc của cô ấy là gì ạ? Xây dựng niềm tin với khách hàng. Việc cô ấy là sẽ phải chứng minh được sản phẩm dịch vụ cô ấy tốt. Và việc cô ấy là gì ạ? Việc cô ấy bán sản phẩm bằng một cách khéo léo, cách cô ấy làm truyền thông, cách làm cô làm marketing, cách cô ấy tiếp cận được nhiều khách hàng tiềm năng hơn là lúc cô ấy bán được hơn. Cũng có nhiều người cũng bán sản phẩm như nhau, nhưng có người truyền thông được, có người không truyền thông được, có người bán được, có người không bán được. Đó là cái lẽ tất nhiên, lẽ bình thường ở trên cuộc đời này. Do đó anh chị cần phải biết cách để chúng ta làm marketing tốt, biết cách khác biệt, biết cách tiên phong và biết cách tiếp cận đối tượng hơn. Bây giờ thời đại này ai nhanh thì có thể là sẽ thắng. Tốc độ tiền yêu tốc độ, nên nhớ tiền sẽ rất yêu tốc độ. Anh chị nhanh thì mới có nhanh có tiền, còn anh chị chậm thì cuộc đời vẫn thế à, nó vẫn cứ bình bình như vậy và chúng ta sẽ khó để có nhiều tiền. Nhớ phải nhanh, quyết định cái gì phải nhanh học tập phải nhanh, kinh doanh phải nhanh và chớp lấy cơ hội phải nhanh. Cơ hội nó chỉ có thể diễn ra với anh chị rất nhanh, chớp mắt thôi đã mất một cơ hội.
Ok, câu hỏi nào tốt đây. Kim Jindo, Jindo ơi, Jindo bán sản phẩm gì ấy, bị phá giá là sao? Cùng sản phẩm, cùng nhập, cùng nguồn hay là như thế nào? Ok, cảm ơn Phan Thảo đã tổng hợp lại nha. Xây dựng profile, tối ưu profile, thông điệp, trở thành chuyên gia lĩnh vực, có bài phân tích cho giá trị, tiền nêu tốc độ. Đúng rồi, thất bại không đáng sợ, dậm chân tại chỗ mới đáng sợ. Anh chị kích vào cái đường link ấy, anh chị kích vào đường link là anh chị sẽ có link đăng ký nhá. Không phải thuyết trình đâu, đây là bài chia sẻ thôi, chứ toàn mới thuyết trình là các anh chị chết hết đấy, yêu thương ngay. Đây bài là bài chia sẻ của Trần Toàn nhá, toàn không có thuyết trình, toàn nói bằng 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 trải nghiệm, toàn nói bằng kỹ năng và toàn nói bằng cái trải bằng cái cách mà toàn đang đang giúp các anh chị, toàn không có thuyết trình gì đây cả, không có dạy nhá, ở trong này không có dạy dỗ nhá. Có nhiều bạn vừa đấy nhảy vào nói bảo mình đang dạy dỗ nhiều thầy, chẳng biết là cái ông đấy là ông nào đó, Nam Chu à, Nam Chu xem là thằng nào. Dạo này nhiều thầy nhỉ, hay quá. Em bán sản phẩm bạc trang sức chuẩn nhưng có bên bán sản phẩm vậy nhưng giá thấp hơn rất nhiều. Kim Jindo ơi, em bán sản phẩm bạc thì em mới học tập cái chị Hà Thu nhá. Hà Thu cũng bán sản phẩm bạc và chị bán giá rất cao ấy. Chị bán giá rất cao mà chị vẫn bán được. Nên em nhớ tập trung vào cái giá trị của khách hàng của em nhận được, đừng có tập trung vào giá cả cạnh tranh, bởi đối thủ của em nó sẽ luôn luôn cắt máu. Em giảm một nó có thể giảm hai, em bỏ một chi phí một một chi phí marketing ra thì nó cũng sẽ có thể bỏ thêm hai để nó lấy khách hàng về. Và bây giờ cứ cắt máu như vậy thì cái lúc mà em sẽ bị cạnh tranh rất lớn. Hãy nhớ tập trung vào giá trị của khách hàng nhận được, giá trị cộng thêm, giá trị cộng thêm. Khi chúng ta bán cho họ một cái lắc bạc thì chúng ta sẽ có những giá trị cộng thêm là gì ở cái lắc bạc đó. Chúng ta có thể tư vấn cho em dùng lắc bạc cái như thế nào, và chúng ta có thể là thêm quà tặng thêm, hay chúng ta có thể là làm sạch trang sức bạc đó. Chúng ta có thể là hướng dẫn chia sẻ với họ phân biệt được đâu là bạc thật, bạc giả. Còn nếu mà chúng ta bán nó giống cùng cái thị trường, cùng một chỗ lấy về mà chúng ta không có khác biệt hay không có sản phẩm cộng thêm thì là lúc chúng ta sẽ bị cạnh tranh về giá rất nhiều. Nên nhớ ở trong cái Facebook Automation Marketing, Toàn đã chia sẻ với anh chị cái cách để bán được sản phẩm giá cao, bán sản phẩm giá cao. Nhớ cái cách đó, đừng có quên nhá. Nhớ là bán sản phẩm giá cao vẫn bán được và chăm sóc tốt hơn. Mai Anh Đỗ có câu hỏi là chỉ giúp mình cách xác định khách hàng mục tiêu. Khách hàng mình cái xác định khách hàng mục tiêu của anh chị cực kỳ dễ thôi ạ. Một khách hàng mục tiêu là gì ạ? Khách hàng của anh chị thì có những loại khách hàng sau: khách hàng mục tiêu này, khách hàng mơ ước. Rồi bây giờ khách hàng mục tiêu của anh chị là chúng ta sẽ xác định độ tuổi, xác định giới tính, xác định ngành nghề, khác xác định kinh tế, xác định vị trí địa lý, xác định về nhân khẩu học, xác định về tình trạng hôn nhân, xác định về về rất nhiều thứ. Nói chung là xác định xem là khách hàng chúng ta đấy là như người như thế nào thì sử dụng sản phẩm dịch vụ của anh chị. Thì đó là cách xác định. Cách xác định đó thì anh chị có thể tìm kiếm ở trên Facebook, nó có phần khi mà quảng cáo thì anh chị có thể target được đúng đối tượng khách hàng. Ở trên Google cũng vậy, hoặc là anh chị có thể tìm xem là phân tích xem độ tuổi, giới tính đó, khu vực đó, vùng miền đó, hay là cái thứ khách hàng đó thì họ hay thường tham gia ở đâu, họ chơi ở đâu, và chúng ta đến để tìm. Hoặc chúng ta sẽ xác định bằng cách nào, mang một khách hàng đã thay mua hàng của anh chị, những khách hàng mua hàng của anh chị mang ra và phân tích họ, đặt họ trước mặt anh chị, bắt đầu vẽ ra xem là độ tuổi là bao nhiêu tuổi, giới tính là gì, họ có sở thích gì, họ có hành vi gì, họ có gia đình hay chưa, và họ hay có họ có thói quen gì khi mua hàng của anh chị. Đó là xác định khách hàng mục tiêu đó. Còn để cao hơn nữa thì chúng ta phải xác định khách hàng mơ ước. Khi anh chị tiếp cận với khách hàng mơ ước là lúc anh chị sẽ bán được nhiều hàng. Buổi livestream ngày mai thì Toàn sẽ nói chuyện với anh chị, buổi livestream ngày mai thì Toàn sẽ nói chuyện với anh chị là chúng ta sẽ bán hàng như nào để thành công, bán hàng như nào thành công, tìm khách hàng như thế nào, bán hàng như nào, ngày mai nhé.
của chị Hải Lam Nguyễn có câu hỏi là có những người chuyên post bài bán quen thì không sao, còn những người muốn bắt đầu thì có vô vàn khó khăn lo lắng, liệu mình bán thì mọi người sẽ mua và tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Người thân quen thì mua vì nể, người lạ thì mua vì chưa có cơ sở để họ tin. Đúng rồi chị Hải Lam Nguyễn ạ, việc của anh chị bán hàng đừng có bán, đừng bao giờ mong ước mình bán cho người quen. Bán như người quen không bán được nhiều đâu, anh chị phải bán cho khách hàng lạ, bởi khách hàng lạ là những người sẵn sàng có thể mua hàng của anh chị mà không có dò hỏi, không có tính toán. Và mời người quen thử hỏi rằng là chúng ta quen được mấy người, chúng ta quen được mấy người. Nhớ phải bán hàng là phải bán hàng cho người lạ, gặp bất kỳ người lạ nào cũng sẽ phải phải khiến họ trở thành khách hàng của ta. Ví dụ như Trần Toản này làm livestream này mình chúng ta mới đi tiếp cận được với người lạ đúng không, cứ người quen ví dụ đi gặp bạn bè rồi đi gặp người thân thì làm sao mà bán được họ marketing được, làm sao dạy được họ marketing. Và nữa người quen thì họ thường tin mình ở một cái chuyên gia khác chứ không phải chuyên gia về marketing nhá. Bây giờ Toản hay nói là Toản là một người nói về Facebook marketing thì bạn bè của Trần Toản hay nói rằng là cái loại mày mà cũng làm về Facebook marketing, cái loại mày cũng là chuyên gia, nhưng mà sai rồi, thì rất nhiều người ngoài kia đang cần Trần Toản và Trần Toản cũng không vào nói chuyện với bạn bè của Toản những người mà hãy phát ngôn như vậy đúng không ạ. Vì khi đào tạo ngày xưa chúng ta chơi với nhau, cái bạn bè của chúng ta nó đã hình thành chuyên gia từ ngày xưa rồi, từ lúc mới chúng ta mới bắt đầu đúng không ạ, ngày chúng ta học cấp 3 chẳng hạn thì mình là người hay chơi game, mình là hay người hay bỏ học, thì trong trong mắt của nó mình là một cái đứa phá bĩnh, mình là một cái đứa mà chơi game nhiều chứ không, mình không có nghiên cứu về chuyên về Facebook, mình không có nghiên cứu về marketing. Nhưng mà sau thời gian từ cấp 3 đến bây giờ hơn 10 năm, gần 20 năm mình nghiên cứu về Facebook thì mình cực kỳ siêu về Facebook rồi đúng không ạ, cực kỳ siêu về marketing thôi, thì lúc này thì bạn bè nó vẫn chưa nhìn thấy đó lúc chúng ta bán hàng. Thì anh chị cũng vậy, khi anh chị mới kinh doanh hãy tìm những sản phẩm nào đáp ứng cho số lượng đông khách hàng và chúng ta cứ làm thôi, làm người quen ủng hộ thì tuyệt vời, người quen không có biết cũng không sao cả, vì khách hàng của ta là còn rất nhiều người lạ, có 50 52 triệu người dùng Facebook các anh chị ơi, 52 triệu người dùng Facebook, trong đó 27 triệu người là nam, 24 triệu người là nữ, cực kỳ bán, có bao nhiêu người trên kia là khách hàng của chúng ta. Tại sao chúng ta cứ phải đi tìm người quen làm gì, Facebook nó nhiều lắm đúng không ạ, cứ đi tìm đi. Và mục đích bán hàng như này, hãy biến những người lạ thành người quen, hãy biến những người lạ thành khách hàng của anh chị là lúc anh chị sẽ thành công, chứ đừng biến người quen thành khách hàng của anh chị. Người quen đâu được mấy người, hãy nhớ biến người lạ thành người quen, biến người quen từ người lạ đó mua hàng, biến người lạ thành khách hàng. Ok Mạnh Hằng, có một store về điện thoại, bán điện thoại ấy, thì tặng điện thoại thôi, hãy bán điện thoại, bán cái gì tặng cái đó, bán điện thoại thì tặng tặng ra những mini game gần điện thoại. Toàn đang đặt iPhone 10 nhá, Toàn vừa tới này Toàn sẽ làm mini game tặng iPhone 10, anh chị nào muốn chơi thì phí một là mini game chơi phim một iPhone 10 chẳng hạn, ví dụ như thế. Toàn sẽ làm mini game để tặng iPhone 10 chẳng hạn, hoặc là Toàn làm mini game tặng vỏ ốp, mini game tặng sạc cáp tai nghe, hoặc tặng Toàn tặng những chương trình là dán màn hình miễn phí, cài đặt phần mềm miễn phí, rồi sửa chữa cả bảo dưỡng miễn phí kiểu như vậy, thì Toàn hút rất nhiều khách hàng đến. Anh chị cũng vậy, bán cái gì có thể tạo mini game tặng cái đó. Ok, và bây giờ thì máy của Trần Toàn gần hết pin rồi. Cảm ơn các anh chị đã đón xem cái livestream này. Cảm ơn anh chị đã xem cái livestream. Anh chị nào có câu hỏi thì đặt ra câu hỏi, Toàn sẽ trả lời thêm một câu hỏi nữa của anh chị. Rồi Toàn chúc anh chị ngủ ngon. Anh chị nhớ đăng ký nhỉ? Các bạn nhớ đăng ký. Nhớ đăng ký khóa học miễn phí nhỉ? Khóa học này sẽ duy nhất một lần trong năm nhé. Một ngày nhá, từ sáng đến đêm chúng ta sẽ học trên máy tính. Ok, và hình như là hết câu hỏi rồi phải không ạ? Ok, cảm ơn anh Đinh Thăng Long. Không, cả ngày không nói chuyện với vợ con, bây giờ nói chuyện với cái máy xong rồi mình phải đi nói chuyện với con, không nó đuổi mình khỏi nhà mất. Ok, cảm ơn Dũng Công Trần. Cảm ơn anh Thăng Long, cảm ơn Jindo. À, Hà Nội sẽ học sớm rồi. Hà Nội cũng sẽ học sớm rồi. Cảm ơn Phượng Loan. Chúc anh ngủ ngon. Các anh chị hãy nhớ đăng ký khóa học miễn phí ở link bên dưới nhá. Chúc Minh Thúy ngủ ngon, chúc
Hà Nguyễn ngủ ngon, Trúc Hoa Cát Tường ngủ ngon, Trúc Thanh Út ngủ ngon. I love you, chiu chiu, chị chị. Bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại. Ok. Em tiếng Nhật đây, em tên gì, lần sau anh gọi cho dễ. Khổ cả chị. Bye bye, bye bye, bye bye.